Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Vào đầu tuần này, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào nhiều cơ sở công nghiệp trên khắp Ukraine. Theo phía Kiev, Moscow đã sử dụng hơn 200 tên lửa và UAV trong cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có nhằm vào các mục tiêu của quốc gia láng giềng. Cuộc tấn công này đã khiến nhiều khu vực bị cắt điện và mất nước, bao gồm cả một số khu vực của thủ đô Kiev. Các quan chức cho biết, cuộc tấn công của quân đội Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc các cơ sở quan trọng khác ở ít nhất 10 khu vực. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko mới đây đã cảnh báo rằng sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Đông Âu. Ông dự đoán rằng sản lượng điện của đất nước sẽ giảm đáng kể khi mùa đông đến gần. Nhà điều hành lưới điện của Ukraine Ukrenergo đã cảnh báo trước đó rằng quy mô thiệt hại đối với mạng lưới năng lượng của nước này là cực kỳ lớn. Ông Galushchenko cho biết các nhà máy điện đang hoạt động và đã vận hành ở công suất tối đa. Về phía Mỹ, bình luận về các cuộc không kích của các lực lượng Moscow hôm 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ tăng cường cung cấp trang thiết bị cho Ukraine để sửa chữa hệ thống và củng cố khả năng phục hồi của lưới điện. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Mihan, cuộc tấn công mới nhất của Nga đã ảnh hưởng đến 15 khu vực trên toàn quốc. Moscow đã đẩy mạnh tấn công các nhà máy điện của Ukraine kể từ mùa xuân với lý do đáp trả các vụ không kích bằng máy bay không người lái UAV của Kiev vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu của Nga. Moscow cũng công khai mục tiêu làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí cũng như khả năng triển khai tân binh ra tiền tuyến của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thống kê tới 80% nguồn sản xuất năng lượng của đất nước, bao gồm các nhà máy điện chạy bằng than và thủy điện, đã bị hư hại hoặc phá hủy trong xung đột với Nga. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine lưu ý, mặc dù Kiev có kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng, nhưng người dân phải chuẩn bị cho một mùa đông đầy thách thức và tìm kiếm các nguồn sưởi ấm thay thế, bao gồm cả củi và máy phát điện tự động. Cuộc tấn công vào vùng Kursk của quân đội Ukraine là một nước cờ mạo hiểm nhằm buộc Nga phải chuyển quân khỏi một khu vực quan trọng của tiền tuyến. Tuy nhiên, hôm 27 tháng 8, vị tư lệnh cấp cao của Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky, đã thừa nhận rằng Moscow đã không mắc bẫy. Theo đó, trong buổi họp báo ở Kiev, ông Syrsky nói, một trong những nhiệm vụ tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Kursk là chuyển hướng lực lượng đáng kể của Nga từ các hướng khác, trước hết là hướng Pokrovsk và Kurakhov. Tuy nhiên, Nga hiểu điều này, vì vậy họ tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào hướng Pokrovsk, nơi tập trung nhiều đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất. Khi mô tả tình hình ở Pokrovsk và Kurakhov là khá khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine, ông Syrsky tuyên bố, lực lượng Nga đang cố gắng rút các đơn vị khỏi các hướng khác, trong khi ở hướng Pokrovsk thì ngược lại, họ đang tăng cường nỗ lực. Nằm ở phía tây Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Pokrovsk và Kurakhov nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng, nối Donetsk với Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Pokrovsk là một trung tâm hậu cần chính của lực lượng vũ trang Ukraine, những người đã củng cố thành phố này kể từ năm 2014. Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào Pokrovsk trong những tuần gần đây. Ngày 27 tháng 8, các quan chức Mỹ thừa nhận rằng lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến gia tăng về phía thành phố. Trong khi đó, ở vùng Kursk, cuộc tiến công của lực lượng Kiev đã nhanh chóng bị quân đội Nga chặn lại, nhưng giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn và Ukraine vẫn nắm một số khu định cư ở khu vực biên giới. Giới chức Ukraine đã không nhất quán trong việc giải thích mục tiêu của mình cho hoạt động ở Kursk. Ban đầu, văn phòng của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc kiểm soát lãnh thổ Nga là cần thiết để cảnh báo công chúng Nga và giành được vị thế mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng với Moscow. Sau đó, thông điệp thay đổi khi Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng ông muốn tạo ra một vùng đệm bên trong lãnh thổ Nga và ngăn chặn Moscow ra lệnh tấn công vào vùng Sumy của Ukraine giáp với Kursk. Tuy nhiên, các nguồn tin ẩn danh đã nói với tờ The Economist rằng tướng Syrsky đã ở bên bờ vực bị sa thải vào đầu tháng này và đã ra lệnh cho chiến dịch Kursk vì tuyệt vọng. Theo truyền thông Anh đưa tin hồi tuần trước, đối mặt với những tổn thất ngày càng tăng ở Donbass, mục tiêu chính của ông Syrsky là kéo quân đội Nga ra khỏi vòng vây của Donbass và tạo ra những con bài mặc cả cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Ngày 27 tháng 8, trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, lãnh đạo tối cao Iran Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố không có rào cản trong việc tái khởi động đàm phán hạt nhân với Mỹ. Tuy nhiên, ông lưu ý, chúng ta không cần đặt hy vọng vào đối phương hay chờ đợi sự chấp thuận của họ. Đáp lại tuyên bố này, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói với hãng tin Anadolu rằng Washington ủng hộ biện pháp ngoại giao sau khi lãnh tụ tối cao Iran bật đèn xanh cho việc nối lại đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân. Vị này cho hay, chúng tôi đã nói từ lâu rằng chúng tôi coi ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được giải pháp hiệu quả và lâu dài cho chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên,
hiện tại chúng ta còn rất xa mới đạt được điều đó. Quan chức Mỹ nói thêm, chúng tôi sẽ đánh giá Iran dựa trên hành động của họ, không phải lời nói. Nếu Iran muốn thể hiện sự nghiêm túc hoặc một cách tiếp cận mới, họ nên dừng các hành động leo thang hạt nhân và leo thang căng thẳng ở khu vực của mình. Thỏa thuận hạt nhân JCPOA được ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc. Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận này. Các cuộc đàm phán tái khởi động từ giữa năm 2022 cho đến nay vẫn đang bị tắc. Ông Ali Khamenei từng nhiều lần công khai không cho Iran tham gia bất kỳ đàm phán nào nữa với người Mỹ về vấn đề hạt nhân. Tuy vậy, tuyên bố trên được xem là dấu hiệu cho phép chính phủ của Tổng thống Masoud Pezeshkian xóa bỏ các làn xanh đỏ, tiến hành đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân Iran. Theo giới quan sát chính trị quốc tế, ông Khamenei là người có tiếng nói quyết định trong các vấn đề chiến lược của nước này. Tuyên bố được ông Ali Khamenei đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran hồi cuối tháng 7 vừa qua. Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ việc này. Ngày 27 tháng 8 theo giờ địa phương, người phát ngôn về an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố Washington vẫn sẽ bảo vệ Israel nếu nước này bị Iran tấn công. Chia sẻ với đài Channel 12, ông Kirby khẳng định dù khó dự đoán về khả năng tấn công, nhưng Washington vẫn không xem nhẹ các tuyên bố của Iran, ông Kirby cho biết. Chúng tôi tin rằng họ còn trong trạng thái sẵn sàng phát động tấn công nếu họ muốn. Vì thế, chúng tôi đã tăng cường lực lượng quân sự của mình ở Trung Đông. Thông điệp của chúng tôi đang đã và sẽ không tốt. Thứ nhất, đừng tấn công. Không có lý gì phải leo thang căng thẳng. Thứ hai, chúng tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ Israel nếu họ bị tấn công. Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc mới đây cho biết, hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã được lệnh ở lại Trung Đông như một phần trong cam kết hỗ trợ Israel trước mối đe dọa từ Iran. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Abraham Lincoln đang có mặt ở vịnh Oman. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không nêu rõ hai nhóm tác chiến dự kiến sẽ ở lại khu vực này trong bao lâu. Theo USNI News, tàu USS Abraham Lincoln đến Trung Đông vào ngày 28 tháng 8, trong khi tàu USS Theodore Roosevelt ở đó kể từ tháng 6 năm nay. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Brown Gallant từng cảnh báo sự hung hăng của Iran đạt đến mức cao nhất mọi thời đại. Cùng thời điểm, Mỹ đã tuyên bố sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Israel, trong bối cảnh số người thiệt mạng trong xung đột ở dải Gaza tăng cao. Cụ thể, Mỹ ban hành luật cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và phê duyệt thêm 20 tỷ đô la Mỹ bán vũ khí cho Israel. Israel là quốc gia nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất từ Mỹ, tổng cộng khoảng 310 tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế và quân sự. Bộ Quốc phòng Israel cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở dải Gaza vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã nhận hơn 50.000 tấn vũ khí từ Mỹ, bao gồm xe bọc thép, đạn dược, thiết bị bảo vệ cá nhân và thiết bị y tế. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép quyết liệt để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Theo Văn phòng Tổng thống Ai Cập, trong cuộc hội đàm tại thành phố New Alamein, Tây Bắc Ai Cập, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các giải pháp Trung Đông vượt qua những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang đe dọa đến sự ổn định và tiềm năng của khu vực, đồng thời kêu gọi các bên bình tĩnh và giảm leo thang. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng khó khăn về nhân đạo ở dải Gaza và ngăn chặn Israel leo thang xung đột ở bờ Tây. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi khởi động lộ trình chính trị nghiêm túc, đảm bảo quyền hợp pháp và công bằng của người dân Palestine trong công cuộc xây dựng một nhà nước độc lập dọc theo đường các biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, để thiết lập hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực. Hai bên cũng thảo luận về hợp tác song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực như đầu tư chung, cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, du lịch, năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp. Cũng trong ngày 27 tháng 8, các lực lượng an ninh của Israel đã tiến hành hoạt động quân sự ở phía bắc của bờ Tây bị chiếm đóng. Trong một thông báo chung với Cơ quan An ninh Quốc gia Israel, Shin Bet, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Andrae nêu rõ hoạt động này nhằm xóa sổ thành phần khủng bố ở thành phố Jenin và Tulkam ở khu vực bờ Tây. Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine cho biết hai người đàn ông thiệt mạng do các hoạt động quân sự của Israel ở thành phố Jenin. Hoạt động trên diễn ra 2 ngày sau khi Israel thông báo đã thực hiện một cuộc không kích vào bờ Tây. Chính quyền Palestine cho biết có 5 người thiệt mạng trong cuộc tấn công này.